Ok, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Như các bác biết ấy, thì các em chuyên bán hơn nhiều, thiên hơn về đẩy nhiều hơn. Nhưng mà có rất nhiều anh em có nhu cầu đến các cái dòng vang số. Thì nói thật với các bác là em chỉ làm các cái dòng vang nó trông nó đẹp thôi. Còn các cái dòng vang nó trông nó bình dân ấy thì em rất ít làm. Và em hôm nay em có một số mẫu vang giá bình dân. Đây là dòng vang X6 nhá. Đây là X6, toàn bộ máy móc là bao đẹp, bao zin cho các bác. Có một con cuối cùng này này, nó có cổng quang. Thì con này sẽ bán đắt hơn một tí. Và còn cái con này nó sẽ không có cổng quang nhá. Nó có cổng analog bình thường thôi. X6 ấy, thì các bác biết nó là đời cao cấp hơn X5. Đấy, đây là loại X6 hai nguồn nhá. Đấy, một nguồn tròn và một nguồn vuông. Hai nguồn, máy móc thì bao đẹp, bao zin luôn. Sử dụng chip analog device, mã của nó là 21375. Analog device nhá. Của thương hiệu analog device nhá. Có bo chống hú, chống nhiễu đồng hoàng. Nó có 3 cấp chống hú ở trên phần mềm của nó. Nó sẽ có 3 cấp chống hú. Và con này nó có 6 đầu ra, 2, 4, 6 này. Mặt trước chúng ta sẽ có 6 tín hiệu đầu ra. Đèn màn hình để cho các bác. Máy móc thì bao zin, bao đẹp cho các bác này. Máy móc đẹp chưa? Đấy, long lanh luôn nhá. Long lanh, mạch xanh, bị đẹp luôn. Có trên thị trường có rất nhiều cái dòng X5, X6 rồi nọ kia, nhưng đây là cái dòng X6 nó có 6 đầu ra và loại X6 nó có 4 đầu ra cơ, thì nó sẽ rẻ hơn một chút cho các bác. Và con này nó sẽ có đầy đủ phần mềm cho các bác nhé, đầy đủ phần mềm cho các bác. Đây, mặt sau của nó này có đầu vào này, ra nguồn này, công tắc quạt này. Đây là tín hiệu đầu vào in 1 và in 2. Đây là 6 đầu ra MR. Mà chúng ta đây là hai cổng chính của nó này, cổng center, cổng sub này, cổng SR và SN này. Đây là đầu ra của đầu ra nhé, đầu ra bằng jack hoa sen. Đấy, anh em mình tốt nhất là vừa chơi jack cá lông đi cho nó xịn sò sang xịn bịn. Và có hai đầu kết nối RS232. Đấy, mặt trước cũng có để rất thuận tiện cho anh em nó kết nối giữa để điều chỉnh cho bằng máy tính, điều khiển máy tính. Con này thì có 3 cổng mic. Đấy, mic 1, mic 2, mic 3. Thì nhiều anh em bảo là vang số có hay bằng vang cơ không hay không, thì em có hay nhiều khi em hay có câu nói đùa là vang số là bố vang cơ. Thì các bác cứ tin tưởng là chắc chắn là vang số nó sẽ hay rất nhiều so với vang cơ nhá. Hay hơn rất nhiều so với vang cơ. Các bác cứ yên tâm là câu đó rất chuẩn đi. Và điều đặc biệt ý là vang số này các bác có thể chỉnh các cái cấp chống hú của nó cực kỳ tốt và cắt hú zip cực kỳ cao nhá. Đây là em quay sơ qua một chút về cái phần mềm của nó cho các bác này. Đây, các bác nhìn phần mềm X3, X5, X6 này. Đấy, thì nó em kết nối máy tính rồi thì nó sẽ tự động nó nhận. Đấy, nó sẽ tự động nó nhận. Thì đầu tiên ý, thì các bác phải biết được cái giải loa của các bác nhé. Bác phải biết được cái loa của các bác là nó đang cần thêm bass hay thêm check hay là thêm gì. Thì chúng ta phải đầu tiên vào kích vào phần main này. Đấy, để chúng ta chỉnh cái bass, cái check cho chúng ta lên khi chúng ta hát hoặc chúng ta nghe nhạc ấy, thì là toàn bộ cái phần chính này thì nó sẽ kết hợp luôn, là có nghĩa là bass cũng tăng và check cũng tăng cho các bác. Đấy là chủ yếu là các bác phải nghe cho chính xác là loa của mình đang thiếu bass hay thiếu check, thì chúng ta phải kích vào main này để chúng ta chỉnh trước để cho nó mình cảm thấy nó hay rồi đã. Hay rồi đã, sau đó chúng ta mới chỉnh cái phần music và cái phần mic này. Đấy, có nghĩa là chúng ta phải nghe hay ở phần main trước đã, được chưa? Đây là như từ cái giải 10-100Hz này này. Đấy, trở về đằng này thì đó là giải bass. Còn đây là từ 100Hz đến 1kHz này là giải trung. Và từ 1kHz đến 20kHz đây là giải check của nó. Thì đây là hiện tại là loa của em nó đang thiếu check này. Đấy, thiếu check em tăng check lên và thiếu bass em tăng bass lên. Đấy, các bác thấy chưa? Thiếu check thì tăng check và thiếu bass em tăng bass. Còn các bác đây, để em cho to lên các bác nghe thử nhá. Đây cho tao tăng rồi. Đấy, bây giờ là em cho giảm bass đi này.
đấy, giảm ba thì nó mất hẳn tiếng ban luôn các bạn thấy không, nhưng mà tăng lên nó tăng hẳn tiếng ban lên luôn, nhưng mà mình chỉnh làm sao cho nó phù hợp thôi, để sau này vào chúng ta về phần mic này, phần music này chúng ta chỉnh thêm một chút nữa, thì khi chúng ta hát ấy và chúng ta nghe nhạc ấy, có nghĩa là khi phần cái music này là chúng ta chỉ chỉnh phần nghe nhạc này đấy, còn phần mic này thì chúng ta chỉnh cái phần mic, nhưng mà trong hai cái này gọi là cái phần phụ của cái phần main này thôi, main là phần chỉnh sâu hơn về cái giải bass giải check của họ. Xong rồi chúng ta sẽ chỉnh đến effect, cái việc ông đến center sub rồi sub cho các bác nhá. Các cái cổng RSN là chỉ ở đây. Và đây là cổng sub. Sub là chúng ta cắt ở mức nhỏ hơn 200Hz này là ok. Là mất gần như là hoàn toàn tiếng lời ra loa đấy. Chúng ta cắt gần như hoàn toàn đấy. Rồi và chúng ta phần vào lưu của nó là ok, được chưa? Và đây là những cái dòng vang là em đã khi bọn em gửi cho các bác ấy, thì là bọn em sẽ chỉnh sẵn theo cái loa của bọn em. Thì, ví dụ là các bác yêu cầu là em gửi đến các bác là bảo là loa của anh nó thiếu bass một chút ấy, thì em sẽ tăng cái phần bass lên cho các bác. Và ví dụ loa của các anh là nó thiếu check một chút thì em sẽ tăng phần check lên cho các bác. Còn bình thường ấy thì bọn em sẽ cắm loa của bọn em vào và bọn em chỉnh theo cái loa của bọn em. Đấy, ví dụ được ok chưa? Trước khi bọn em gửi cho các bác. Và con này thì em sẽ bán cho các bác với giá là 2.700.000, giá đó đã bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Và con ở phía dưới này có cổng quang này. Đấy, thì con mặt xanh này có cổng quang thì em sẽ bán cho các bác với giá là 3 triệu nhá. Con này có cổng quang. Đây, có cổng quang cho các bác này. Cổng quang thì nó sẽ tiện hơn một tí là các bác cắm trực tiếp quang vào đây. Đấy, các bác chẳng cắm trực tiếp quang vào đây. Thì chưa? Cắm trực tiếp quang vào đây là có thể dùng được. Còn nó vẫn có cổng in. Vẫn có đầu vào bằng rắc hoa sen cho các bác. Ok chưa? Anh em nào quan tâm đến dòng vang X6 này thì em chả biết là có xịn lắm hay không. Nhưng mà đây là dòng vang X6 của hãng WH này, nó sản xuất đấy, Q8. Cái dòng vang này thì nói thẳng luôn là vừa đẹp vừa bền. Bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Ok. Đổi mới trong vòng 1 tháng. Ok. Ok chưa? Cảm ơn tất cả các bác nhé.